Gút là một bệnh lý gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, đặc biệt tại các khớp, dẫn đến các cơn đau đớn, sưng đỏ và viêm khớp. Bệnh này thường gặp ở nam giới trên 40 tuổi và phụ nữ sau khi mãn kinh. Hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến bệnh gút sẽ giúp bạn có cách phòng tránh hiệu quả. 1. Ăn nhiều thực phẩm giàu purin. Chế độ ăn uống giàu purin là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút. Các loại thực phẩm chứa hàm lượng purin cao bao gồm: thịt đỏ, thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, hải sản, tôm, cua, sò, cá hồi, nội tạng động vật, gan, thận, một số loại rau, măng tây, nấm, đậu lăng. 2. Thừa cân và béo phì. Thừa cân và béo phì không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường mà còn là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh gút. Cân nặng dư thừa sẽ khiến cơ thể sản sinh nhiều axit uric hơn và làm giảm khả năng thải axit uric qua thận, dẫn đến việc tích tụ axit uric trong máu và gây ra bệnh gút. 3. Lạm dụng rượu bia. Rượu, đặc biệt là bia, có chứa hàm lượng purin cao và gây trở ngại cho quá trình thải axit uric ra khỏi cơ thể qua thận. Việc tiêu thụ nhiều rượu bia sẽ làm tăng nồng độ axit uric trong máu dẫn đến nguy cơ cao mắc bệnh gút. 4. Ít vận động và lối sống không lành mạnh. Một lối sống ít vận động, ăn uống không lành mạnh và thiếu hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút. Việc không duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng và không có thói quen tập thể dục đều đặn sẽ khiến cơ thể dễ dàng tích tụ axit uric dẫn đến bệnh gút. 5. Tác dụng phụ của thuốc một số loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút, đặc biệt là các loại thuốc làm giảm khả năng đào thải axit uric qua thận. Một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc điều trị cao huyết áp và aspirin liều thấp có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh gút. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng